Thanh Nấm xin chào tất cả các bé. Chào mừng tất cả các bé đã quay lại kênh Thanh Nấm của cô nhé. Các bé ơi, trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi học ghép vần với chữ G nhé. Nào, bây giờ các bé hãy cùng hướng mắt lên trên màn hình, cùng theo dõi video của cô nhé. Trước tiên, chúng ta sẽ đi ôn lại những chữ cái sau. Các bé cùng đọc theo cô nào. A. A. O. 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 Đây là chữ G. Các bé cùng đọc theo cô nhé. G. G. Sau đây là cách viết chữ G. G. Bây giờ chúng ta sẽ học ghép vần với chữ G nhé. Cô có chữ G. Cô ghép với chữ A. Chúng ta sẽ đọc là G A. G A ga. G A ga. Tiếp theo, cô có chữ G. Cô ghép với chữ O. Chúng ta sẽ đọc là G O. G O go. G O go. Tiếp theo, cô có chữ G. Cô ghép với chữ O. Chúng ta sẽ đọc là G O. G O go. G O go. Tiếp theo, cô có chữ G. Cô ghép với chữ Ơ. Chúng ta sẽ đọc là G Ơ. G Ơ G. G Ơ G. Tiếp theo, cô có chữ G. Cô ghép với chữ U. Chúng ta sẽ đọc là G U. G U gu. G U gu. Tiếp theo, cô có chữ G.
cô ghép với chữ ư. Chúng ta sẽ đọc là g ư g ư g g ư g. Các bé ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi ôn tập một lần nhé. Các bé đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của cô để được đón xem video mới nhất nhé. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi ôn tập thôi. Nào, các bé cùng đọc theo cô nhé. G A G A ga G A ga G O G O go G O go G O G O go G O go G O G O go G O G G U G U gu G U gu G U G U gu G U gu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đọc trơn nhé. Ga Go Go Gơ Gu Gư. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cô Thanh Lâm cảm ơn tất cả các bé đã theo dõi video của cô. Các bé ơi, video của cô sẽ được phát sóng vào lúc 19:30 tối thứ ba và tối thứ sáu hàng tuần. Nhưng cô sẽ cố gắng ra nhiều video hơn để phát sóng vào những buổi tối khác trong tuần cho các bé nhà mình cùng theo dõi và cùng học nhé. Và các bé đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của cô để mỗi khi cô có video mới thì các bé là người đầu tiên được đón xem nhé. Cô cảm ơn các bé rất nhiều. Hẹn gặp lại các bé trong các video lần sau. Bye bye!